Mở đầu phần tin Hoa Kỳ của chúng tôi là bản tin cho biết ngày bầu cử thứ ba Super Tuesday. Ngày 3 tháng 3, 14 tiểu bang và một lãnh thổ của Hoa Kỳ đã tổ chức bầu cử sơ bộ Super Tuesday nhằm tìm ra đối thủ của Tổng thống Donald Trump. Các điểm bỏ phiếu sẽ không đóng cửa cùng một lúc và kéo dài từ 7 giờ sáng đến 11 giờ đêm. Trong ngày này, cử tri 14 tiểu bang sẽ chọn ra 1.354 đại biểu, chiếm 34% đại biểu tham gia đại hội của đảng Dân Chủ. Cho dù bầu cử sơ bộ trong ngày Super Tuesday không quyết định ai sẽ giành được đề cử của đảng Dân Chủ, nhưng theo truyền thống, ứng cử viên nào không thành công trong lần bỏ phiếu này sẽ bị ép rời khỏi cuộc đua. Hai ông Bernie Sanders và Mike Bloomberg hiện nay đang để lại những dấu ấn lớn lao và quyết liệt nhất trên khắp 14 tiểu bang này vì chi rất nhiều tiền quảng cáo. Ông Bloomberg quảng cáo mạnh tay ở 14 tiểu bang, trong khi ông Sanders lên sóng ở 12 tiểu bang. Đây là lần đầu tiên tên của ông Bloomberg đã xuất hiện trên lá phiếu sau khi không tham gia 4 cuộc bỏ phiếu sơ bộ đầu tiên. Điều này có nghĩa là cuộc bầu cử 3 tháng 3 sẽ là một bài kiểm tra quan trọng với học thuyết của ông Bloomberg rằng chỉ có ông mới có thể đánh bại Tổng thống đương nhiệm Donald Trump. Theo giới phân tích, cuộc bỏ phiếu lần này cũng là một màn đánh giá về vị thế của ứng cử viên có nhiều tiềm năng thành công, đó là ông Bernie Sanders. Sau khi ông này giành chiến thắng ở New Hampshire và Nevada. Trong khi đó, thì cựu phó tổng thống Joe Biden đang tìm cách tận dụng chiến thắng lớn mà ông đã giành được ở South Carolina. Trước thêm bầu cử vào ngày siêu thứ ba, hai đối thủ của ông Biden đó là Amy Kobucha và Pete Buttigieg đã rút lui và cam kết ủng hộ ông. Để trở thành một người đại diện cho đảng Dân Chủ, ứng cử viên phải giành được sự ủng hộ của 1991 đại biểu trong số 4.750 người.